Chúng ta sẽ mở đầu chương trình hôm nay bằng cuộc gọi đến từ Yên Bái. Alo, chào bạn trẻ đến từ Yên Bái. Dạ, chào chị ạ. Dạ, chị ơi cho em hỏi là em đã ăn lấy vợ được 2 năm này chị. Vâng. Trong thời gian là hơn 1 năm rưỡi về trước. Vâng. Thì kiểu nhà em chưa có bầu. Em tự nhiên có cảm giác là còn lấy vợ về nhưng mà nhà không có mang thai nha. Tự nhiên cảm giác cái chán từ đợt đấy giờ là em đã mất tình yêu mới đến với vợ. Vâng. Mà vợ em bây giờ thì được có thai được 7 tháng rồi. Vâng. Nhưng mà cái đấy cũng không lấy lại tình cảm của em dành cho vợ. Là em cứ nghĩ em đi làm xa, cứ đi làm xa mãi chẳng muốn về nữa anh chị. Vâng. Giờ em phải làm thế nào để có tình cảm quay lại với vợ em nữa. Vâng, thì bỗng dưng bạn lại không còn cảm thấy yêu vợ nữa à? Dạ vâng. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, anh ấy sẽ trò chuyện cùng với bạn nhé. Bây giờ trong thời kỳ cô có thai thì em mới đi xa hay là lấy nhau cái? Dạ, từ lúc bắt đầu lấy nhau xong rồi em đi luôn. Có tháng đầu thì về em còn hay chuyện trò, hay tâm sự từ đợt 2-3 tháng sau đấy ạ. Có khi em cả ở nhà cả ngày với vợ em nói chuyện thì được 2-3 câu lại thôi anh. Sao lại quyết định cô lấy cưới cô sớm thế khi mà chẳng muốn nói chuyện thế? Dạ thì cái lúc này em không rõ được, tại vì giờ em nhiều lúc em nghĩ lại mà mình cứ khi lấy cô ấy về cô ấy khổ với mình anh. Giá em nghĩ cái lúc kỹ trước hơn thì bây giờ nghĩ lại hơi khó rồi đúng không? Dạ vâng. Em công tác xa nhà nhiều không? Dạ em đi làm về xây dựng thì em mỗi khi em xa chỉ 30-40 cây số thôi, nhưng mà em có khi hàng 2-3 tháng em về một lần, nhưng em về có khi tối em chờ em lại đi luôn nhanh. Em có biết rằng là cái lúc mà người vợ trẻ này mang thai này hồi hộp lấy nhau gần 2 năm với không có thai đã lo lắm rồi đúng không? Nên lúc có thai thì mừng ơi là mừng, thì rất cần một cái sự quan tâm chia sẻ của người chồng. Đấy, em lại như thế. Thế thì không phải một mình em chán mà cô cũng vô cùng chán. May mà cô còn hy vọng có đứa con ở trong bụng, chứ không thì chắc cô còn khổ hơn rất là nhiều. Anh nghĩ rằng là tất cả thay đổi bắt đầu từ mình. Muốn rằng là tình cảm nó được tốt đẹp hơn xưa thì mình đừng có nghĩ rằng là người ta phải chủ động, mình cứ chủ động đi. Có hôm mà xa 20 cây em cũng gắng em về, em bảo là về xem đợt này sức khỏe thế nào, thôi từ nay đi anh không nhận công trình xa đấy, nhận công trình gần gần thôi, tối về nằm rủ rỉ bên nhau sờ bụng vợ xem là thằng cu hay con bé nó có đạp có máy không, trò chuyện với nó. Mà những cái tình cảm như thế là người vợ cảm động lắm, và lúc đấy người ta sẽ quan tâm đến mình nhiều hơn. Thật ra thì không ai có thể làm thay cả hai vợ chồng trong cái việc mà xây dựng hay là gọi là khôi phục lại những cái tình cảm ấm áp vợ chồng. Mà em nghĩ rằng thế này, đã lấy nhau rồi, trừ có những cái gì đấy kinh khủng lắm, xích mích không thể khắc phục được, thì mới nghĩ đến chuyện là bỏ rơi nhau. Thế chứ còn lúc này đáng lẽ là lúc cần quan tâm đến nhau nhiều nhất, bởi vì chỉ một ít tháng nữa là cô ấy sinh con, mà em là có đứa gọi ông bố rồi đúng không? Dạ, vâng ạ. Anh nghĩ rằng cuộc sống mà ai cũng thế, có lúc nó chán, ngay cả vợ chồng chung sống với nhau nhiều rồi người ta cũng mải lao vào công việc, cái tình cảm nó cũng sẽ nhạt phai phần nào, nhưng mà cái nghĩa nó lớn dần lên, chứ mình sống đâu có cứ phải phụ thuộc vào mỗi tình yêu đúng không? Tình yêu nó là cảm xúc, nó có thể hôm nay thấy yêu hừng hực, ngày mai lại thấy nó bình thường, thậm chí có lúc còn muốn ngồi lặng lẽ một mình, không muốn tiếp xúc với ai. Cái đấy thì nó thay đổi thường xuyên. Tuy nhiên thì cái tình cảm vợ chồng phải là cái mà duy trì lâu dài. Thay đổi bắt đầu từ chính mình đi nhá. Tại vì mỗi lần em về, khi em về vợ gặp em ấy, mà chào hỏi anh em như nào, anh trên đấy nói nào, dần em cảm giác em xa dần ngày đến giờ. Anh nói rồi, người phụ nữ đang có cái thai ở trong bụng, sức khỏe nó mệt mỏi. Ở nhà ở đây này, nếu em thấy xung quanh những người mà bà bầu á, được cả chồng này, mẹ chồng này, bố chồng rồi anh chị em túm vào là hỏi han, vuốt ve, chốc lại pha cốc sữa, lát lại pha cốc nước cam để bồi dưỡng, người ta hỏi han đủ kiểu, người ta gìn giữ cơ. Thế còn mình thì mình khỏe mạnh, mình đi làm công trình được, sao không hỏi cô trước là em ở nhà thế nào, gắng đừng có đi guốc cao gót ngã thì khổ anh khổ con nhá, thôi làm ít thôi vân vân. Thế thì cô ấy sướng lắm, và khi người ta hạnh phúc rồi thì người ta lại mới quan tâm đến người khác được nhá. Dạ vâng. Bây giờ cái chuyện sai thì có em thì làm những đấy dần lại được hả anh? Bắt đầu từ mình đi nhá. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình, hy vọng là hai bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc của mình.